Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin chi tiết trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận của chúng tôi, giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này ở mức 1.827,21 đô la Mỹ trên một ounce. Trên thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh, tăng 13,62 đô la Mỹ trên một ounce và tương ứng với mức tăng là 0,75%. Phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.813,55 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.828,61 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này hiện tại đang đứng ở mức 95,670 điểm, kết thúc phiên giao dịch tuần này bằng một phiên giảm 0,329 điểm và tương ứng với mức giảm là 0,34%. Trên thị trường tiền điện tử Bitcoin tiếp tục tăng và hiện tại tăng 609,15 đô la Mỹ trên một Bitcoin với tỷ lệ tăng là 1,32%. Thời điểm này đang đứng ở mức 46.823,52 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 0,13%. Hiện tại đang đứng ở mức 1,514% trên một năm. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô lại quay đầu giảm mạnh, khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm 1,091 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 1,43%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang có giá 75,351 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng đã trải qua hai lần lên cơn bão. Lần đầu tiên là vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, từ mức 55 triệu đồng mỗi lượng hồi tháng 4, vàng SCC vọt lên gần ngưỡng 58 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới khi đó lên trên ngưỡng 1.900 đô mỗi ounce. Cơn bão giá thứ hai diễn ra vào giữa tháng 11, giá vàng SCC tăng rất mạnh lên đỉnh cao lịch sử 62 triệu đồng mỗi lượng. Cao hơn 3,5 triệu so với đầu tháng 11, giá mua vào cũng được đẩy lên trên mức 61 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được bán ra quanh mốc 54 triệu trên lượng, cũng cao hơn gần 2 triệu đồng so với đầu tháng. Đây cũng là thời điểm mà mức chênh giữa giá vàng SCC trong nước và giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục, gần 12 triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, mức chênh lệch cao nhất ghi nhận chỉ khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong đợt này bắt nguồn từ việc giá vàng quốc tế tăng cao. Trong phiên ngày 16 tháng 11 giờ Mỹ, giá vàng có lúc lên tới ngưỡng 1.872 đô mỗi ounce, tương đương 53 triệu đồng mỗi lượng. Chưa tính thuế và phí và ghi nhận tuần tăng thứ 6 liên tiếp, hồi đầu tháng 11, giá vàng thế giới chỉ ở mức 1.760 đô mỗi ounce. Tâm lý lo ngại lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ nới lỏng cùng các gói bơm tiền kích thích kinh tế của các nước đã giúp giá vàng thế giới tăng. Tuy nhiên, trong năm 2021, giá vàng trong nước cũng gây chú ý khi ngược chiều thế giới khi giá thế giới giảm mà giá vàng ở Việt Nam vẫn tăng vun vút. Trong năm qua, giá vàng thế giới giảm 90,6 đô mỗi ounce, tương đương 2,5 triệu đồng mỗi lượng, nhưng giá vàng trong nước tăng 5,4 triệu đồng mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Đầu tiên là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn. Giá vàng SJC tại hai thành phố lớn sau khi tăng mạnh tới 350.000 đồng trên một lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm hiện tại không có điều chỉnh về giá. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Hà Nội mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. PNG Hà Nội mua vào 6.092.000, bán ra 6.160.000. Phú Quý SJC mua vào 6.105.000, bán ra 6.175.000. Tăng 12.000 ở chiều mua, 27.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.106.000, bán ra 6.175.000. Tăng 11.000 ở chiều mua vào, 28.000 ở chiều bán ra.
Mì Hồng SJC mua vào 6.125.000, bán ra 6.165.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.100.000, bán ra 6.150.000. Ngân hàng ACB mua vào 6.075.000, bán ra 6.135.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.085.000, bán ra 6.145.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. Tăng 5.000 ở chiều mua, 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Nha Trang mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Cà Mau mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Bình Phước mua vào 6.093.000, bán ra 6.167.000. SJC Huế mua vào 6.092.000, bán ra 6.168.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Miền Tây mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.097.000, bán ra 6.170.000. Tiếp đến là giá vàng bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC. Hiện tại thì giá vàng nhẫn bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC trong phiên tăng mạnh cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này cũng không có điều chỉnh về giá. Cụ thể như sau, nhẫn bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.225.000, bán ra 5.295.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.195.000, bán ra 5.265.000. Vàng 24K mua vào 5.202.9 nghìn, bán ra 5.212.9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.764.1 nghìn, bán ra 3.964.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.884.8 nghìn, bán ra 3.084.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.010.7 nghìn, bán ra 2.210.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch hôm nay. Giá vàng hôm nay mùng 1 tháng 1 tiếp tục tăng mạnh do sức mua lớn và nền kinh tế Mỹ đón nhận nhiều thông tin tích cực. 6 giờ sáng nay mùng 1 tháng 1 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.829 đô mỗi ao, tăng 14 đô mỗi ao so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng thế giới ngày đầu năm tăng mạnh do sức mua lớn và nền kinh tế Mỹ đón nhận nhiều thông tin tích cực. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ ngày 30 tháng 12 công bố các số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp hiện là 4,2%. Mức thấp nhất trong 21 tháng qua, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tiếp tục giảm trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 12, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao nhất trong một tháng, qua đó giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong khi đó, đồng USD cũng tăng giá trong bối cảnh xuất hiện của biến thể Omicron và lạm phát cần phải giải quyết trong những năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như nhấn luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.